sao nữa. Vừa đẹp luôn. Đưa đây chị. Đó này. Ôi trời trời trời. Rơi một quả dưới kia. Cái này to nha.
Đây rồi em ơi. Lên đi. Nào thưa chị kìa. Rồi, lên đây. Ây da. Ok. Ôi, mua chuối, mua chanh cô ơi. Chanh không hạt cô ơi. Thank you.
năm cân cho tay của chị đây 30.000 hai nhánh cuối là nhất rồi chị một nhánh à? Một nhánh là đấy à? 10.000 nữa là 30.000 Lộ, lúc chị cũng lộ.
Thank you.
Được rồi đấy chị. Thank you.
Gió to nhỉ. Em cho cá này nha. Thank you.
Vào đây bắt con nè. Để phong nè lên. To đúng không? Xanh nhỉ? Ừ. Được con nữa không? Còn con đây. Nón này có được mua không nữa không? To nhỉ? Ừ. Chiều có bên nấu sữa bắp hả? Ừ. Đi lên trên này đi. Ừ, ở đây còn nè, còn hai bắp nè. Ừ. Đấy con chưa? Bẻ cái miếng bắp ra. Ừ, cho đầy một ấy đi rồi để lên trên này đi. Ok chị. Nặng quá không? Nặng. Đấy đi. Con ra đổi xe đi. Đưa chị đó cho. Chiều nay chị nấu món gì cho em ăn? Nấu sữa, sữa bắp nhá. Sữa chiên hả? Bánh chiên, mì chiên, bắp chiên. Em muốn làm món bắp chả, chè bắp, chè bắp lắm. Chị ơi, về đây chưa? Đây rồi. Đây rồi. Đi ra đổ. Thái hết hàng này đi đã thì về. Thôi đưa đây, đưa đây, nặng rồi, đi. Được chưa? Trong này được chưa? Này, đi. Chờ chị bước đi. Chị đang trên một cái khung thì đơm là Giáng sinh, có mun, có mi, hai con giống nhau rồi. Ừ. Đây. Đây.
Ừ, lên đây luôn này. Lên bẻ hàng rồi. Cười mà điệu cười mà nhìn không ai muốn cười luôn, thật sự. Đây là bao nhiêu bắp rồi? 2 bắp. Thì ai bẻ được nhiều hơn không? Trời ơi. Đã cho vào gùi em không này? Thôi chị ôm chả. Trời ơi, gãy cây luôn nè. Quá ghê rồi. Chốt rồi. Đấy chưa? Dạ, đưa đây xem đi. Thôi đi ra đổ đi. Nhiều rồi. Chị đỡ cho em. Wow. Nặng. Từ, sắp rồi. Cùi nữa là ra chợ nhá. Cái chị để xe đùa cho. Ra. Chỗ trong thẳng này. Chất lên thêm cho em đi. Đầy rồi đấy. Thôi đầy rồi. Đầy không? Nặng không? Đi. Chị cầm đi. Cho. Ta để lên xe đùa. Rơi thì nhà cho chị nhá. Đấy, nhà đi. Thank you.
Con nhà đi, con nhà.
lên bao nhiêu? Mít ta đó, mít ta đó. Một không con ơi. Để lấy cho cô thử miếng con mít mít ta đó nha.
Ngon ngon. Nó cười kìa. Nhìn nó ghê. Nhìn ghét nhở, cái mặt nhìn bự đấy. Thôi đây đây chị ra cho, chị làm cho. Làm cho. Chị cho cái củi bắp lên em ạ. Đủ rồi, đủ rồi. Thơm nhỉ? Xong cái này bỏ gì vậy? Đường. Để em vớt bọt cho. Thank you.
cái to hay cái nhỏ? Làm to. To một tí. Hai miếng. Giòn giòn nó cũng được. Hơi thêm như hơi to thôi, cứ cắt à. Để. Điền thêm thêm tí nữa. Ra. Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, không tròn. Thơm ghê luôn. Lấy cái này. Dùng cái này nhá. Dùng cái này là được không nhỉ? Đào cái kia thôi. Đào cái này đào. Cái con được chưa? Đợi. Dần đi hoa hoa. Có bớt củi, củi, bớt củi chứ.
Thơm nhỉ? Bánh không? Này. Sợ nó không ăn đấy chứ. Thử cái món này. Úp. Úp. Cái này. Cái mất tiêu rồi. Ngon không? Em thấy ngon mà. Bùi bùi béo nhỉ, thơm có trứng mặn, sợ mặn ấy. Sữa nóng thế. Ngon không? Nhạt thế. Sao nhạt quá sao uống? Vừa mà. Hay mình đang ăn mặn nhờ? Chị thấy vừa. Ừ. Ngon luôn, ngon luôn. Nè, ngon luôn. Con nó đâu ta? Minh ơi. Ăn thật giỏi luôn này. Thích ăn mà. Được rồi. Nước dừa ấy. Ồ. Nhạt kìa. Ừ. Cái nước dừa. Thật thơm. Đưa chị con dao này. Thử con hả? Đây đó. Wow, ngon nhỉ. Như này nhá, hái như này được quả to thôi. Em hái bên này này. Chị hái bên này. Đây, để đây nhá. Ừ.
ơi, đầy rồi chị ơi. Đi cùng em. Đây cái đổ đỡ ở dưới á. Cùi nữa đúng không? Một cùi nữa thì được. Là về. Dừng lại đi. Ngồi xuống chị đẩy lên cho.
đây 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 đi đi. Thank you.
con người nữa này. Con khối bà 70.000 nhá. 6.500. Bỏ cho đủ 7 cân đi. Cô mà thuê cho cô, cô mới che mắt lại cho cô. Mình làm hàng cái quý này có những cái rồi. 7 cân nữa nè. Ôi trời ơi, thế này.
to nhờ. Ôi lên ơi. Trời ơi, trời đại bác thật sự. Nghe về phơi là đẹp luôn. Cái này bị già không? Đâu? Cái này á, cái củ này. Chắc già rồi. Phơi nấu thịt kho nhổ này. Nhanh rồi về còn làm phơi ai tôi chị mi ở đây ôi ui ôi chị mi này nhìn này ui, to thế to bằng cánh tay luôn đấy nhở nhờ. Nhìn đã thật sự mà nặng. Cao tí. Ok. Như đá nhỉ. Cho gà cho vịt. Đưa cả tay lên nha. Không là đặt vào tay á. Đầy rồi đây. Hay là hai lần? Thôi lần thôi. To nhỉ?
về làm muối ăn. Ôi nó to, không vừa cái chậu luôn. Thì nó còn gọt cỏ nữa rửa qua. Mày mày nó còn cũ ướt á. Giữa bẩn, giữa ngồi. Giữa bẩn, giữa bẩn. Thôi, to chứ. Ôi, ôi này. Yeah.
Ăn chưa em phụ cho? Ừ. Trẻ à? Ừ. Cho phơi. Tháng này đã ăn bao giờ chưa hết. Cái này cắt được ạ. Phơi khô cắt được ạ. Mà sợ mốc. Cắt khô thì mốc thì sao được? Để lâu không ăn con gì ấy nó mốc hết. Đi bán. Ai nữa? Em chịu không ăn mua thì em thật đấy chứ. Ngon rồi. Nhìn nó trắng nó đẹp này. Củ cải trắng nó quá. To dài. Được. Nó khởi luôn rồi. Con nhà ai vậy? Là chị. Chị này. À, trời. Mun. Mun à. Nhanh con hết rồi. Ta phải đợi chờ củ cải để ăn món này mới được. Củ cải thôi. Cái này bị mất lá đấy.
Thank you.
xuống. Đưa lên con tủ cho. Thôi để cô gạo cho. Lấy một cái bên này, lấy một cái bên này. Người ta sẽ lựa hai cái này. Lựa hai cái
cái đấy thì em sẽ nói là lấy tiền tiền hơn một chút, tại vì hai cái đấy là hai cái thân, biết chưa? Đi ông ơi. Hãy subscribe cho kênh Tieu Lien Harvest để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mềm lắm, không như miếng kia đâu. Bốn bay. Lấy thêm cây đi anh. À, phải bán là một củ ớt, một củ ngọt anh ạ. À. Anh lấy thêm một củ ớt. Hai cây đi. Hai cây ạ. À? Anh lấy cây nào? À, bốn củ mà anh lấy củ nào? Lấy đi anh, em nhặt cho anh một khúc đuôi, một bọc đầu đi. Đây nhá, một cây này. Hai cây. 10 ngàn. Xem cho anh ý khúc này thì 10 ngàn với 10 ngàn là 20 ngàn anh. Con tí phủ mía anh ơi, ăn mía anh ơi, em bảo ơn. Mía ơi. Cái dọc này con dọc sẵn rồi kìa. Con lấy 2 cây. Nên, bao nhiêu cây? Lên nhà cho cô 2 cây một tập một đấy. 10 ngàn. 10 ngàn 4 cây. 5 ngàn 2 cây. 5 ngàn. Ha, 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 ha,
dê tôi à. Chị xuống nhà em luôn hả? Thank you.
tưới nước nhé.